Xin chào mọi người. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 216. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia rơi vào đối diện với Tiểu Hồng. Ngươi vì sao còn ở lại chỗ này? Người vừa tới không hiểu hỏi ra. Trước đó vài ngày, An Gia không biết tại sao đã đột nhiên hạ lệnh để những sát thủ An Gia này rời đi. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hồng này thế mà còn chưa rời đi. Ta phát hiện ra tung tích của hắn. Tiểu Hồng đột nhiên nói ra, ồ, người vừa tới sắc mặt vui mừng, ở đâu? Năm người bọn hắn cơ hồ đã đem dãy núi này lục soát hết một lượt, nhưng đều không thể phát hiện ra hành tung của Dương Phong. Trong mấy ngày qua, bắn đều gần như muốn phát cuồng. Tại đột nhiên, tay phải Tiểu Hồng hướng về phía hắc y nhân kia, đột nhiên siết lại quát lớn, lồng giam không gian. Không gian quanh thân hắc y nhân đột nhiên ngừng kết. Hắc y nhân sắc mặt đại biến quát lớn, ngươi làm cái gì? Hắn vừa nói đang chuẩn bị phá vỡ lồng giam không gian này, mà đúng lúc này một sợi dây thừng màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp quấn ở trên thân hắc y nhân. Lập tức huyền khí trong thể hắc y nhân trở nên trì trệ. Hắc y nhân kinh hãi muốn chết quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Không sợ đến quyết định hắn của ta đến cuồng trả thù sao? Mau thả! Một vệt kim quang chợt lóe lên, thanh âm hắc y nhân liền im bặt. Hắn khó mà tin nổi, cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Trước ngực của hắn lúc này lộ ra một lỗ kiếm. Nếu như chỉ là một cái lỗ kiếm, thì lại thương thế này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề chính là tại bên trong lỗ kiếm này, cũng chính là trong thân thể của hắn, có một sợi kiếm ý đang điên cuồng phá diệt. Chẳng qua trước sau chỉ hai hơi thở, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị kiếm ý phá hủy sạch sẽ. Rất nhanh, hắc y nhân hai mắt mở đi. Dương Phong xuất hiện tại trước mặt hắc y nhân, tay phải phất lên, khổn tiên thần bay đến trên cánh tay của hắn. Đưa mắt nhìn khổn tiên thần, Dương Phong mỉm cười. Thứ này thật sự rất tốt. Một khi bị thứ này trói chặt, ngay cả Tôn Trực Ảnh đều không thể thoát ra. Đương nhiên nếu như là bình thường, sát thủ Tôn Trực Ảnh kia đương nhiên sẽ không dễ dàng bị khổn tiên thần trói lại như vậy. Cho nên không thể bỏ qua công lao có lồng giam không gian của Tiểu Hồng. Cả hai cùng kết hợp tăng thêm xuất kỳ bất ý. Điều này đã khiến tên sát thủ Tôn Trực Ảnh này ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có, liền bị đánh giết. Kết lại khổn tinh thần, Dương Phong tay phải vung lên, đem thi thể sát thủ Tôn Cảnh trước mắt này ra chọc kiếm lên. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía, Dương Phong hít sâu một hơi, ra mắt là để ý cười. Bởi vì hắn phát hiện ra muốn đem những sát thủ này toàn bộ lưu lại nơi đây dường như không phải là việc gì khó. Một canh giờ sau, bên người Dương Phong đã có thêm một người. Người này dĩ nhiên chính là sát thủ Tôn Cảnh lúc trước bị hắn giết kia. Tên Tôn Nhật Cảnh này gọi là Vô Kim, Tôn Nhật Cảnh tứ phẩm. Đại Dương Phong ngoài ý muốn chính là tên sát thủ này vậy mà không có ký ức. Đúng vậy, tên sát thủ này chỉ có ký ức sau khi đi vào Cổ Vực Thành, mà trước lúc này thì là trống rỗng. Điều này khiến hắn vốn muốn dò xét lai lịch đối phương cùng điều tra tình huống bên người La Tuấn có chút buồn bực. Hắn biết những người này khẳng định là sát thủ mà để quyết định hắn bí mật bồi dưỡng. Ký ức những người này khẳng định là bị để quyết định hắn xóa đi. Còn mục đích đương nhiên là sợ những người này rơi vào trong tay người hữu tâm, lừa đảo bí mật của đế quốc Định Hán. Ngay cả Tuân Cảnh để bị đối đãi như thế, thực lực của đế quốc Định Hán này còn mạnh hơn ta tưởng rất nhiều. Khó trách là dám thả ra cùng ngôn nhất thống đại lục. Sắc mặt Dương Phong có chút nghiêm túc. Đế quốc Định Hán quái vật khổng lồ này, hắn càng tiếp cận càng là phát hiện ra đối phương thật sự quá khủng bố. Mình bây giờ suy nghĩ những thứ này có cái trứng gì dùng chứ? Tự lấy mình còn muốn đi đầu hàng đối phương hay sao? Dương Phong lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, mang theo hai người biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại đã đối đầu cùng đế quốc Định Hán quái vật khổng lồ này. Đôi bên có khả năng hòa giải được sao? Đương nhiên là không thể. Đã là không thể, vậy nghĩ nhiều như vậy là không có ý nghĩa. Hắn hiện tại trước mắt muốn làm là đuổi giết những sát thủ muốn giết hắn này. Tốt nhất là sau khi giết chết bọn hắn, để đem bọn hắn luyện chế thành kiếm nô. Tại trước ngày hôm nay, Dương Phong cảm thấy cổ sao của kiếm hoàng có chút vô dụng. Bởi vì cái cổ sao của kiếm hoàng này từ có thể gia trì cho kiếm ý của hắn, có thể khắc chế huyền kiếm ra, thì những chuyện khác dường như không có ích lợi gì. Mà hai thứ này đối với hắn mà nói không quá trọng yếu. Như là hiện tại, hắn phát hiện cái cổ sao của kiếm hoàng này chính là cực kỳ biến thái. Có thể đem Tôn Trực Ảnh luyện chế thành kiếm đô, chuyện này còn không tính là biến thái sao? Đương nhiên điều này cũng có hạn chế.
không liên quan gì tới kiếm linh, mà liên quan tới thực lực của hắn. Nếu cảnh giới lúc này của hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế 10 tên kiếm nô. Nếu nhiều hơn, không phải là thực lực của hắn lúc này mà thể chịu đựng được. Chẳng qua đối với Phong mà nói, những cái này cũng rất tốt rồi. 10 tên kiếm nô nên như đây là tôn nhân cảnh và cũng đã là rất khủng bố. Giới thật thì đại lục hiện tại hoàng gia cảnh không thể ra tay với hắn. Rất nhanh Dương Phong lại tìm được một sát thủ tôn nhân cảnh. Những cái tên sát thủ tôn nhân cảnh này khóe miệng Dương Phong hiện lên một đường cong thích thú. Hiện tại những sát thủ tôn nhân cảnh này đối với hắn liền tương đương với một tay chân siêu cấp, hắn đương nhiên là cao hứng. Dương Phong, tên tôn nhân cảnh lúc này đồng tử co rút lại, sau đó là nhìn Vô Kim cùng Tiểu Hồng ở một bên. Các ngươi, Dương Phong không có thời gian một đối phương nói nhảm, tay phải khẽ lắc một cái, khốn tinh thần thoát hiện mà ra, hóa thành một vệt kim quang hướng về phía tôn nhân cảnh này bắn đến. Đạo khí, tên sát thủ này sắc mặt kịch biến hét lên, đang chuẩn bị động thủ, mà lúc này giữa thanh đột nhiên vang lên hai thanh âm: lồng giam không gian, lồng giam không gian. Một đạo kiếm quang từ trước ngực sát thủ áo đen bị khốn tinh thần trói lại kia xuyên qua, kỳ bí nháy mắt đến đem nội tạng trong cơ thể sát thủ áo đen chấn cho vỡ nát. Sát thủ áo đen mắt trừng trừng trừng, hắn trước khi chết có bị không ra. Tiểu Hồng cùng Vô Kim kia vì sao lại trợ giúp Dương Phong? Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không ra. Sau khi đem thi thể sát thủ áo đen thu vào trong kiếm linh, Dương Phong lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Mặc dù lần này bán nhẹ nhõm liền chém chết tên sát thủ toàn cảnh tứ phẩm này, nhưng là Dương Phong cũng không hề sinh ra lòng khinh thường. Dương Phong phi thường minh bạch, bản sở dĩ có thể dễ dàng đánh giết đối phương như thế là bởi vì đánh bất ngờ. Nên như không phải là đánh bất ngờ thì ba người bọn họ cùng liên thủ có lẽ cũng có thể chém giết đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như thế, mà lại chỉ cần sơ sót một chút đối phương còn có thể bỏ chạy hoặc là thông báo cho tôn nhật cảnh khác. Cho nên Dương Phong cũng sẽ không bởi vì hai lần chém giết tôn nhật cảnh liền cho rằng tôn nhật cảnh đối với hắn không có uy hiếp gì. Cứ như vậy một canh giờ trôi qua, huyền khí trong thể Dương Phong cũng hoàn toàn khôi phục, mà kiếm linh chế tác kiếm nô cũng rất tốt. Việc còn lại thì đương nhiên là khôi phục kiếm nô này. Có kinh nghiệm của hai lần trước, Dương Phong lần này rõ ràng so với hai lần trước nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chưa tới một canh giờ chính là thành công khôi phục kiếm nô mới. Kiếm nô này ngược lại cũng có tên, chẳng qua để cho thuận tiện, Dương Phong đã đổi tên hai sát thủ trung vực. Vô Kim kia tên là Hắc Nhất, mà bây giờ tên hắn nhìn trước mắt này, hắn đặt tên là Hắc Nhị. Về phần Tiểu Hồng thì vẫn gọi là Tiểu Hồng. Nhìn ba kiếm nô trước mặt, Dương Phong không thể không cảm thán cho sự biến thái của kiếm linh. Còn có kiếm hoàng sáng tạo ra loại bí pháp kiếm nô này. Loại bí pháp này thật sự quá biến thái, nhưng không có nghĩa là nó có thể khống chế được tôn nhân cảnh. Chủ yếu nhất vẫn là vì bí pháp này khống chế kiếm nô, ngoài trừ không có ý thức chủ quan cùng tình cảm ra thì các phương diện khác còn người sống không có gì khác biệt. Cũng chính bởi vì như vậy mà kiếm nô Tiểu Hồng trước đó mới thể dễ dàng lừa qua Hắc Chất cùng Hắc Nhị. Bởi vì từ bề ngoài của Tiểu Hồng còn người sống không khác nhau chút nào, trừ phi bọn hắn ngay từ đầu liền dùng thần thức điều tra Tiểu Hồng, nếu không chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không phân biệt được Tiểu Hồng là người đã chết. Nên như những người bên cạnh mình bị định chế thành kiếm nô, nghĩ đến loại khả năng này, Dương Phong lập tức không rét và run, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Bí pháp này là rơi xuống trong tay hắn, mà không phải là rơi xuống trong tay người khác. Ví dụ như là Tuấn kia, và liền thực sự là vô cùng đáng sợ. Kết lại ba kiếm nô, Dương Phong cõng hộp kiếm màu lam trên lưng biến mất ngay tại chỗ. Hắn từ trong miệng Hắc Nhị biết được trong dãy núi này còn có ba tên sát thủ tôn cảnh, trong đó hai tên là tôn cảnh ngũ phẩm, một tên là tôn cảnh lục phẩm. Dương Phong quả quyết từ bỏ việc ám sát ba người này, bởi vì kiếm linh nói tôn cảnh ngũ phẩm căn bản không phải là hắn lúc này mà thể thu phục. Cảnh giới tôn cảnh này ngũ phẩm chính là một đường ranh giới, từ ngũ phẩm trở xuống cùng ngũ phẩm trở lên sự chênh lệch giữa hai bên phi thường lớn. Phương diện này không chỉ là đề cập đến thực lực cùng tạo nghệ không gian, mà còn có linh hồn. Kiếm linh luyện chế kiếm đô cũng thế nào hủy đi linh hồn của đối phương, mà phải giữ lại linh hồn, như vậy mới có thể luyện chế thành kiếm đô. Mà linh hồn của tôn nhân cảnh ngũ phẩm đã có thể rời khỏi cơ thể, cũng giống như kiếm hồn kỹ của hắn, linh hồn có thể xuất khiếu, mặc dù không thể rời khỏi cơ thể quá lâu nhưng cũng là có năng lực phản kháng nhất định. Đó đơn giản chính là linh hồn tôn nhân cảnh ngũ phẩm sẽ không phản kháng từ trong tiềm thức
dẫn linh hồn Tôn Nhật Ảnh ngũ phẩm trở xuống. Linh hồn Tôn Nhật Ảnh ngũ phẩm trở lên có thể chủ động phản kháng. Linh hồn lực lúc này của Dương Phong căn bản là không cách nào đối kháng cùng linh hồn Tôn Nhật Ảnh ngũ phẩm trở lên. Cho nên Dương Phong không chút chần chừ từ bỏ việc giết ba người này, bởi vì một khi không thành công, và liền mang ý nghĩa là hắn phải bại lộ bí mật về kiếm đô. Hiện tại hắn không muốn bị bại lộ, hắn còn muốn ngày sau sẽ mang lại cho La Tuấn kia một bất ngờ lớn. Ở một nơi nào đó, ba tên áo đen tập hợp cùng một chỗ, sắc mặt ba người rất ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện ra hai người kia đã không cách nào liên lạc được. Hai người bọn họ đã chết. Tên Tôn Nhật Ảnh lục phẩm trong đó trầm giọng nói. Một người khác cả kinh nói ra, Thẩm Châu, chuyện này là không thế nào. Hai người bọn họ đây là Tôn Nhật Ảnh tứ phẩm, lấy thực lực của Dương Phong kia làm sao tay chấn giết được bọn hắn chứ? Hơn nữa còn một chút độc tĩnh đều không có. Ngô Thương nó có lý. Một tên hắc y nhân khác trầm giọng nói ra, ta tự nhận thực lực của kiếm hoàng này thật sự rất yêu nghiệt, nhưng lại muốn nói hắn có thể âm thầm giết chết vô kim hai người, hơn nữa còn là im hơi lặng tiếng giết chết mà một chút động tĩnh cũng không có. Ta cũng cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Dù sao thì hai người bọn họ chính là Tôn Nhật Ảnh, còn những Dương Phong kia có ác chủ bài kinh người gì, nhưng hai người bọn họ muốn trốn hoặc là phản kháng một chút vẫn là có thể à. Vốn dĩ ta cũng không tin. Thẩm Châu nói ra, như là lúc trước ta nhận được truyền âm của nhân chủ, nhân chủ nói hồn bài của hai người bọn họ đã bị vỡ nát. Nơi khác, hai người bọn họ thật sự đã chết. Chỉ có điều có phải là chết tại trong tay Dương Phong này hay không, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua ta nghĩ coi như không phải chết ở trong tay hắn, thì khẳng định cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Vừa nghe vậy, sắc mặt Ngô Thương hai người lập tức biến đổi. Thẩm Châu nói ra, kiếm hoàng này vô cùng quý dị, trên thân không những có nhiều đạo khí, càng là có thể che giấu khí tức bản thân, thực lực là một sát huyền giả cùng cấp. Kẻ này là người yêu nghịch nhất mà ta đã từng gặp được. Nếu để hắn trưởng thành, thì tương lai nhân chủ nhất định có nhiều thêm một cường địch. Lão phu thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nhân chủ nếu là người phát ngôn mà thiên địa lựa chọn, và cái thiên địa này vì sao để cho thế gian xuất hiện thêm một loại yêu nghiệt này? Chẳng lẽ là dùng để tô luyện nhân chủ hay sao? Nhất định là như vậy rồi. Ngô Thương nói ra, từ thượng cổ mỗi một đời nhân hoàng xuất hiện, chẳng phải đại lục để sẽ xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt thiên tài hay sao? Nhưng cuối cùng còn không phải cũng thành phục tại dưới chân nhân hoàng hay sao? Kiếm hoàng cho dù yêu nghiệt, để lúc đó hắn còn không phải là bàn đạp cho nhân chủ hay sao? Hy vọng là như thế. Thẩm Châu nói ra, trước kia tại Trung Vực hắn đã nghe qua thanh danh của Dương Phong, lúc đó hắn cũng không hề coi trọng. Cho tới thì Dương Phong chẳng qua cũng chính là Lên Như Cảnh, cho dù có yêu nghiệt là thế yêu nghiệt đến mức nào được chứ? Như là hiện tại hắn phát hiện ra kiếm hoàng này yêu nghiệt để hắn để có chút kiên kỵ. Hắn không phải là kiên kỵ Dương Phong hiện tại, mà là kiên kỵ Dương Phong trong tương lai. Hắn đã có thể tưởng tượng được Dương Phong một khi bước vào Tôn Nhật Ảnh, khi đó Hoàng Nhật Ảnh không ra, ai có thể chấm dứt được yêu nghiệt này chứ? Thẩm huynh, chúng ta bây giờ tiếp tục đuổi giết Dương Phong này hay là... Ngô Thương nói ra. Thẩm Châu lắc đầu, di tích thánh giả chỉ còn lại ba tầng huyến trận. Nhân chủ nói chúng ta lập tức tiến về Trung Vực. Dương Phong kia nhân chủ cũng nói tớ có người đi đối phó với hắn. Hay à, thế ta nghĩ nhân chủ đã có bất mãn với chúng ta, bằng không cũng sẽ không phái người khác đến thay thế chúng ta. Ta muốn dĩ cho rằng giết một Lên Trực Ảnh đối với chúng ta mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng là không nghĩ tới chúng ta không chỉ không giết được đối phương còn tổn thất hai người. Lần này mặt mũi ám sát cho anh chúng ta là bị chúng ta làm mất hết rồi. Chúng ta trở về như thế này tất nhiên sẽ bị người của Tu La Doanh giễu cợt. Ngô Thương nói ra, nếu không chúng ta trước tiên không tiến đến Trung Vực, chúng ta đến Loạn Ma Hải chờ đợi. Chờ Dương Phong kia, mục đích Dương Phong lần này là di tích thánh giả, mà Loạn Ma Hải này là một con đường duy nhất đi Trung Vực. Hắn nhất định phải từ nơi này đi qua. Chúng ta ở nơi đó nhất định có thể đợi được hắn. Thẩm Châu có chút tâm động, hắn xác thực không muốn cứ như vậy mà trở về, bởi vì thực sự là có chút mất mặt. Mặc dù là Dương Phong quá mức yêu nghiệt, nhưng là người khác sẽ quan tâm tới chuyện này sau. Thành ra mắt những người khác là năm người bọn họ đuổi giết một huyền giả Linh Cảnh, nhưng là không chỉ không thể giết chết mà còn bị đối phương phản sát hai người, mà lại cuối cùng còn xám xịt trở về. Trình chừ một lúc, Thẩm Châu chính là đưa ra quyết định, đi Loạn Ma Hải. Ta liền không tin Dương Phong kia sẽ từ bỏ tiến về Trung Vực. Lời vừa dứt, ba người thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại lúc ba người rời đi không đâu, Dương Phong xuất hiện tại nơi ba người vừa đứng. Lúc trước
hắn vốn là chuẩn bị tiến về Loạn Ma Hải. Nhưng là Hắc Nhất cùng Hắc Nhị đột nhiên tiếp nhận được một tin tức. Tin tức này chính là từ Thẩm Châu kia phát ra. Đối phương lúc đầu chỉ là thông báo cho Ngô Thương hai người, nhưng Thẩm Châu này hắn là không nghĩ tới. Hắc Nhất cùng Hắc Nhị cũng tiếp nhận được. Dư Vọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lặng lẽ chạy tới, coi may mắn là chạy tới. Bởi vì nếu như không chạy tới, hắn cứ như vậy mà tiến về Loạn Ma Hải, khẳng định sẽ bị ba người này bắt tại trận. Mặc dù hắn không sợ ba người, nhưng không muốn bị đối phương để bắt tới. Phải biết, mục đích của hắn chính là giết thích thắng giả kia, nên như đi trễ, để càng khốn đồ rơi vào trong tay là tuấn kia, và thì nam vật coi như thực sự xong đời. Đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi, Dư Vọng thân hình khẽ động, ngự kiếm hướng về phía Loạn Ma Hải tức xạ bắn đi. Sau khi nghe được ba người bàn bạc, Dư Vọng biết hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ tiến về trung vực. Chỉ đáng hận chính là ba lão bất tử này vậy mà không trở về trung vực, còn tiếp tục lưu lại nơi này ngăn cản hắn. Nếu như là bình thường, hắn không có ngại cùng đối phương thật tốt chơi đùa một chút, nhưng là hiện tại hắn không có tâm tư gây chiến với ba người tại nơi này. Càng khôn đồ mới là trọng yếu nhất. Lúc sắp tới Loạn Ma Hải, Dư Vọng không còn ngự kiếm. Hiện tại nếu ngự kiếm, không thể nghi ngờ để đang nói cho ba người kia biết hắn đã đến. Lập cọc, lập cọc, lập cọc. Đột nhiên một tràng tiếng vó ngựa từ sau lưng Dư Phong vang lên. Dư Phong dừng bước, quay người nhìn lại, thì thấy có một đội nhân mã đang hướng về phía hắn bên này phi tốc ra đến. Nhân số có hơn 100. Trong mắt Dư Phong đã lên một tia kinh ngạc, bởi vì những con người này đều là phong địch mã, mà lại những người này thấp nhất đều là vương tự cảnh. Những người này cũng nhìn thấy Dư Phong lướt tới gần, những người này lập tức nắm chặt vũ khí bên người, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Dư Phong không muốn trêu chọc ra phiền phức, thân hình lóe lên luôn ở một bên nhường đường cho bọn hắn. Đội nhân mã này từ trước mặt Dư Phong gào thét lao qua. Lúc này Dư Phong mới phát hiện ra bên trong đội nhân mã còn có một chiếc xe ngựa. Những thị vệ này đem chiếc xe ngựa vây vào chính giữa. Hiển nhiên người bên trong chiếc xe ngựa này thân phận hẳn là không thấp, chẳng qua chuyện này không liên quan gì tới hắn. Đến lúc này đội nhân mã đột nhiên ngừng lại. Một nữ tử xinh đẹp mặc váy da màu đỏ, tay cầm trường tiên màu vàng, ngăn tại trước mặt đám người này. Nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người bốc lửa, ăn mặc có chút hở hang. Ngoài trừ những bộ phận trọng yếu thì những bộ vị khác còn như để lộ ra bên ngoài. Rõ ràng nhất chính là hình xăm trên cổ nữ tử. Tại trên cổ nữ tử xăm một đầu tiếu xà phun lưỡi. Tiếu xà quấn quanh bằng một cổ nữ tử, đầu rắn hướng xuống vừa vặn chạm đến lối vào bộ ngực đầy đặn của nữ tử kia, khiến mạch đập của người muốn dâng trào. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp này, những thị vệ cưỡi phong địch mã như lâm đại địch, thần sắc tràn đầy đề phòng, bởi vì nữ tử này là cường giả vương tự cảnh. Bảo hộ tiểu thư, một huyền giả lên gánh cửu phẩm cầm đầu gầm thét một tiếng. Bọn thị vệ lập tức xuất ra huyền bạc của mình, huyền khí trong cơ thể phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy đỏ.